phục, trơn chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng y phục để ngăn ngừa nóng lạnh hoặc xúc chạm mũi mòng, gió sương và mưa nắng cùng rắn rít côn trùng, và chỉ để che thân tránh những điều hổ thẹn. 2. Vật thực, trơn chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng vật thực không phải để vui đùa, không ham mê vô độ, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ được trừ, thọ mới không sanh khởi và sẽ không lầm lỗi, ta sống được an lành. 3. Chú xứ, trơn chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng liêu thất để ngăn ngừa nóng lạnh hoặc xúc chạm mũi mòng, gió sương và mưa nắng cùng rắn rít côn trùng, để giải trừ nguy hiểm do phong thổ từ thời, và chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 4. Dược phẩm, trơn chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng y dược dành cho người bệnh dùng, để ngăn các cảm thọ tàn hại đã phát sinh được hoàn toàn bình phục,